Tin tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang tới bạn bởi kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những nội dung chính. Sky News đưa tin, hôm nay 17 tháng 7, theo các bác sĩ tại bệnh viện King Chula Langkorn Memorial, kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy dấu vết của chất hóa học chết người có tác dụng nhanh trong thi thể của các nạn nhân. Họ được xác định thiệt mạng do ngộ độc cyanua. Các bác sĩ vẫn đang chờ kết quả giám định chính xác nồng độ cyanua trong máu của từng nạn nhân. Tiến sĩ Konki Advong Baisasin cho biết thêm, kết quả quét CAT cho thấy không có dấu hiệu chấn thương do lực tác động lên thi thể. Cảnh sát Thái Lan sáng sớm nay cũng cho biết ngộ độc cyanua có thể là nguyên nhân dẫn đến cái chết của 3 người đàn ông và 3 người phụ nữ, trong đó có 2 người gốc Việt mang quốc tịch Mỹ. Thi thể các nạn nhân được nhân viên khách sạn Grand Hyatt Erawan ở Bangkok phát hiện trong căn phòng khóa trái cửa từ bên trong hôm 16 tháng 7. Thức ăn trong phòng vẫn còn nguyên nhưng đồ uống đã được dùng. Tại hiện trường, 4 thi thể ở trong phòng khách và 2 thi thể nằm trong phòng ngủ. Hồ sơ khách sạn cho thấy không có người nào khác vào phòng. Cũng trong hôm nay, Trung tướng Chairong Phiupan, người đứng đầu bộ phận pháp y của lực lượng cảnh sát Thái Lan, cho biết một trong 6 nạn nhân chính là người đã hạ độc những người còn lại, sau đó đã uống thuốc độc để tự tử. 6 người được nhìn thấy lần cuối cùng còn sống khi bữa ăn được chuyển đến tận phòng vào chiều ngày 15 tháng 7. Ông Phiupan cho biết, sau khi nhân viên khách sạn mang tách trà, 2 bình nước nóng, sữa và ấm trà, một trong 6 người trong phòng đã đổ chất cyanua vào. Cảnh sát cho biết thêm, trong các cuộc thẩm vấn với thân nhân của người chết, nguyên nhân vụ án là do tranh chấp liên quan đến khoản đầu tư hàng triệu baht. Các nạn nhân tử vong trong khách sạn ở Bangkok được xác định gồm 2 người gốc Việt mang quốc tịch Mỹ cùng 4 công dân Việt Nam. Cảnh sát nghi ngờ bà Trong đã đầu độc các nạn nhân, sau đó uống thuốc độc tự kết liễu cuộc đời. Bà Trong từng xuất nhập cảnh Thái Lan 5 lần, động cơ gây án được cho bắt nguồn từ khoản nợ khổng lồ của bà này. Bộ Công an phối hợp xác minh nhân thân 4 công dân Việt Nam tử vong ở Thái Lan. Sáng ngày 17 tháng 7, khi trả lời câu hỏi của phóng viên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã cho biết những thông tin liên quan đến vụ việc 6 người thiệt mạng trong khách sạn ở Bangkok, Thái Lan. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, theo thông tin mới nhất của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, các cơ quan chức năng Thái Lan xác định 4 trong 6 người tử vong là công dân Việt Nam. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, theo sát và làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời cung cấp thông tin cần thiết để phục vụ công tác điều tra, phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước, thông báo cho gia đình nạn nhân và hướng dẫn những thủ tục hậu sự cũng như triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết. Bộ Ngoại giao cũng đang khẩn trương phối hợp với Bộ Công an xác minh nhân thân của các nạn nhân trên. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân và mong gia đình các nạn nhân sớm vượt qua mất mát to lớn này, người phát ngôn bày tỏ. Tối ngày 16 tháng 7, sau khi nhận được thông tin, theo chỉ đạo của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng cùng các cán bộ đại sứ quán đã tới hiện trường nắm tình hình. Tại hiện trường, Đại sứ Phạm Việt Hùng đã được Thủ tướng Thái Lan thông báo nhanh một số thông tin sơ bộ về vụ việc. Trên cơ sở thông tin về hộ chiếu được cung cấp, Đại sứ quán đã thông báo Cục xuất nhập cảnh hỗ trợ xác minh nhân thân và thông báo nhân thân người bị nạn, hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục để người thân lo hậu sự cho các nạn nhân, ngay khi các cơ quan chức năng sở tại cho phép. Các nạn nhân người Việt trong vụ việc được công bố gồm Nguyễn Thị Phương Lan, 47 tuổi, Phạm Thanh Hồng, 49 tuổi, Nguyễn Thị Phương, 46 tuổi, Trần Đình Phú, 37 tuổi. Hai nạn nhân mang quốc tịch Mỹ gồm Serin Chong, 56 tuổi và Đặng Văn Hùng, 55 tuổi. Cảnh sát Thái Lan đã công bố nguyên nhân sơ bộ về vụ việc là do mâu thuẫn nợ nần và một trong 6 nạn nhân đã đầu độc 5 người còn lại. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng xác định được danh tính người thứ 7, được cho là đặt phòng cùng các nạn nhân. Người này đã trở về Việt Nam từ ngày 10 tháng 7. FBI vào cuộc điều tra vụ 6 người Việt tử vong trong khách sạn ở Bangkok, Thái Lan. Lực lượng cảnh sát Thái Lan khẳng định các nạn nhân trong vụ 6 người Việt chết ở Bangkok là do bị sát hại, không phải tự sát. Tờ Bưu điện Bangkok dẫn lời Trung tướng Thiti Seang Soang thuộc cảnh sát Bangkok nói rằng nhóm khách gồm 7 người đã đặt 5 phòng trên tầng 5 và tầng 7 của khách sạn vào cuối tuần trước, nhưng chỉ 5 người đến nhận phòng vào 2 ngày 13 và 14 tháng 7. Có 5 người tử vong khớp với thông tin đăng ký tại khách sạn, nhưng người thứ 6 chưa làm thủ tục nhận phòng và người thứ 7 chưa xuất hiện. Cảnh sát đang điều tra lý lịch của họ, đồng thời đang truy tìm người thứ 7. Ông Thiti cho biết, chúng tôi cần tìm ra động cơ gây án. Điều mà chúng tôi hiện có thể xác định là những nạn nhân trên không chết do tự sát mà là do bị sát hại. Thức ăn bên trong phòng không được động đến, trong khi những chiếc cốc và đồ uống ở đó có vẻ như đã được dùng. Có một nạn nhân có vết thương ở trên mặt, nhưng có vẻ người này khi ngã xuống đất đã va đập vào vật cứng. Có 2 nạn nhân trong đó, một nam và một nữ, có vẻ ngã gục khi cố chạy về phía cửa ra vào căn phòng. Theo camera an ninh lắp trong khách sạn,
các du khách trên từ 14:04 chiều ngày 15 tháng 7 theo giờ địa phương đã lần lượt di chuyển hành lý của họ tới căn phòng ở tầng 5. Kể từ 14:17 chiều ngày 15 tháng 7, nhóm khách gồm Đình Trần Phú, Nguyễn Thị Phương, Phạm Thanh Hồng, Hùng Đặng Vân và Sherin Chong bước vào trong căn phòng và không còn xuất hiện trên camera giám sát nữa. Thông tin được trang TheTiger.com cập nhật lúc 10:30 sáng ngày 17 tháng 7 cho hay, các cơ quan chức năng Thái Lan nhận định chất độc cyanua có khả năng là nguyên nhân gây ra cái chết cho nhóm du khách. Ở một diễn biến khác, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI hôm nay đã cử đội công tác tới Thái Lan để tham gia điều tra bởi trong nhóm khách thiệt mạng có 2 người mang hộ chiếu Mỹ. Nguyên nhân vụ 6 khách Việt chết ở Bangkok do mâu thuẫn nợ nần. Nguồn tin ngày 17 tháng 7 cho biết, cảnh sát Thái Lan đã công bố nguyên nhân sơ bộ về vụ 6 du khách Việt tử vong tại khách sạn Grand Hyatt Erawan, Bangkok. Cảnh sát Thái Lan nêu rõ, nguyên nhân của vụ việc là do mâu thuẫn nợ nần và một trong 6 nạn nhân đã đầu độc 5 người còn lại. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng xác định được danh tính người thứ 7, được cho là đặt phòng cùng với các nạn nhân. Người này đã trở về Việt Nam từ ngày 10 tháng 7. Theo hãng tin Khao Sot, cảnh sát Thái Lan vẫn chưa xác định được chính xác chất độc khiến các nạn nhân tử vong. Nguồn tin từ cơ quan pháp y tiết lộ, hợp chất tìm thấy ở hiện trường khá giống cyanua nhưng có độc tính mạnh hơn. Kết quả điều tra trước đó cũng khẳng định các nạn nhân tử vong là do bị sát hại, không phải tự sát. Ngoài ra, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI hôm nay đã cử đội công tác tới Thái Lan để tham gia hỗ trợ bởi trong nhóm khách thiệt mạng có 2 người mang hộ chiếu Mỹ. Truyền thông địa phương cho biết, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đã đích thân tới hiện trường vào ngày 16 tháng 7. Ông Srettha nhấn mạnh đây là một vụ việc ngoài ý muốn nhưng sẽ không gây ảnh hưởng tiêu cực đến ngành du lịch của đất nước. Thủ tướng Srettha cũng gặp mặt Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng để trao đổi về vụ việc, cam kết sẽ chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành điều tra toàn diện. Các nạn nhân người Việt trong vụ việc bao gồm Nguyễn Thị Phương Lan, 47 tuổi, Phạm Thanh Hồng, 49 tuổi, Nguyễn Thị Phương, 46 tuổi, Trần Đình Phú, 37 tuổi, hai nạn nhân mang quốc tịch Mỹ gồm Serin Chong, 56 tuổi và Đặng Văn Hùng, 55 tuổi. Tờ Matichon của Thái Lan và các phương tiện truyền thông khác của nước này ban đầu trích dẫn tờ cảnh sát Bangkok cho biết đã xảy ra một vụ nổ súng tại một khách sạn sang trọng ở quận Ratchaprasong của thủ đô vào lúc 17:30 giờ địa phương tối nay, ngày 16 tháng 7. Các thông tin ban đầu nói, 5 người được tìm thấy đã tử vong trong một phòng khách sạn, trong khi một người khác tử vong ở bên ngoài. Họ được tin đã thiệt mạng do bị bắn. Tuy nhiên, tờ Matichon sau đó đính chính, nguyên nhân gây tử vong cho các công dân nước ngoài được xác định là do ngộ độc. Theo trang Evening Standard, một nguồn tin cảnh sát Thái Lan tiết lộ, các nạn nhân chủ yếu là người Việt, nhưng trong đó có người mang quốc tịch Mỹ. Các cơ quan y tế địa phương hiện chưa lên tiếng phản hồi trước những yêu cầu bình luận về sự việc. Kênh truyền hình CNA cho hay, các phóng viên đang tập trung tại khách sạn Grand Hyatt Erawan ở Bangkok, nơi cũng có sự hiện diện của cảnh sát. Song, nhà chức trách vẫn chưa ra tuyên bố xác nhận đây là nơi tìm thấy các thi thể. Theo báo Bangkok Post, thi thể của 3 nam và 3 nữ được phát hiện trong một phòng khách sạn ở tình trạng không có vết bầm tím hay dấu hiệu vật lộn. Hành lý của họ được phát hiện gần cửa trước. Cảnh sát đang kiểm tra hình ảnh thu được từ hệ thống camera giám sát an ninh và thẩm vấn các nhân chứng để thu thập manh mối. Các nhà điều tra nhận diện 6 nạn nhân thiệt mạng gồm 4 người mang quốc tịch Việt Nam và 2 người Việt mang quốc tịch Mỹ. Theo Thiếu tướng Theradep Thumsuthi, chỉ huy điều tra của Cục Cảnh sát Thủ đô, có khả năng 6 người nước ngoài đã chết vì ngộ độc và họ dường như đã uống cà phê và trà trong phòng. Ông Thumsuthi nói, các thám tử vẫn chưa tìm ra chính xác nguyên nhân gây tử vong cho họ. Trung tướng Thiti Sesawang thuộc lực lượng cảnh sát Bangkok thông tin thêm, các nạn nhân có kế hoạch trả phòng khách sạn trong ngày 16 tháng 7 và họ đã đóng gói hành lý. Các nạn nhân gồm 3 nam giới, 37 tuổi, 49 tuổi, 55 tuổi và 3 phụ nữ 46 tuổi, 47 tuổi và 56 tuổi. Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đã ra lệnh điều tra vụ việc để tránh gây thiệt hại cho công chúng và bảo vệ hình ảnh cho khách du lịch. Một cảnh sát xin giấu tên hé lộ, cuộc điều tra đang diễn ra, tập trung vào một chất độc. Ratchaprasong là trung tâm mua sắm, giải trí nằm cạnh khu Siam nổi tiếng, tập trung nhiều trung tâm mua sắm lớn ở thủ đô Thái Lan. Năm ngoái, một thiếu niên đã bị bắt sau khi bắn chết 2 người nước ngoài tại trung tâm thương mại Siam Paragon trong thành phố.